Vâng, ở cái lớp 2 này sẽ hướng dẫn các bạn đi sửa những cái bài tập đó nha. Sẽ đi thật là chậm cho những bạn mới học nhìn kỹ luôn. Anh mở lại cái slide nè, kéo xuống dưới. Ở đâu rồi? Nó vẫn là cái slide 6 vậy. Slide 7 rồi. Kéo xuống dưới này. Bữa trước học về các bạn có đuối không? Đuối chưa anh? Bỏ cơm. Bỏ cơm luôn là thiệt ghê. Bộ các bạn chưa bao giờ ngồi học suốt 5 tiếng hả? Có gì đâu mà không được. Chưa vậy là không có từng ôn thi hả? Ôn thi mới ôn chắc tóc chứ. Rồi, em bắt đầu anh làm lại từng bài nha, các bạn nhìn kỹ nè. Anh làm xong hết những bài này xong rồi, sau đó anh sẽ quay ra anh nói qua bên siêu cộng cộng cho những bạn nào ở trong lớp này á mà thích sử dụng siêu cộng cộng để biết cách làm luôn nha, như nhau thôi. Giờ anh sẽ sửa bài nha. Các bạn về nhà làm quen với Visual Studio hết rồi nha. Anh sẽ làm lại ở đây, mở Visual lên. Nó có đính kèm các bạn á, Visual các bạn lúc mới vô nó có cái cây không? Nó bắt các bạn nhập cái cây vô á. Nhớ nhập cái cây vô để mà mình xài thoải mái luôn. Chứ không có là cỡ một thời gian sau á là nó khóa lại, mình phải nhập cây lại. Cây trên mạng có đầy, lên mạng kiếm đi. Trên mạng có hết mà. Coi lại nè. Thao tác tạo lại nha. File, New, rồi Check. Chọn cái mục là Visual C cộng cộng. Nó nằm trong cái mục là Template nè. Template Visual C cộng cộng. Ở bên đây bạn chọn Empty rồi Check. Đặt cái đường dẫn cho nó nằm trong thư mục là kỹ thuật lập trình buổi 3, dữ liệu desktop kỹ thuật lập trình buổi 3, rồi Select Folder. Đặt tên cho nó đi, cái này mình gọi là bài tập. Bài tập các kiểu dữ liệu cơ sở. Giải bài tập các kiểu dữ liệu cơ sở. Rồi bạn nhìn qua đây nè, thấy cái bài gì đầu tiên? Bài 6 đúng không? Rồi đặt cho nó cái tên bài 6. Đó. Rồi ok là tạo ra. Có ok. Tạo ra View Solution. Đó, nó ra cái thư mục thế này. Giải bài tập bài số 6. Rồi mình tạo cho nó cái file để viết code. New item. Lúc phải cho rồi chết nha. Lúc phải rồi chết. New item. C cộng cộng file.cpp. Rồi đặt cho nó cái tên vô đây. Mem.cpp. Header là nó chứa cái file khai báo ra. Khi nào học tới cái phần mà chốt á sẽ hiểu phần này nha. Rồi giờ bài 6 nó kêu nè, nhập năm sinh của một người và tính tuổi của người đó. Ở bài này nếu mà lấy 2015 trừ đi thì đơn giản quá. Anh sẽ chỉ cho các bạn cách mà lấy cái thời gian hiện tại luôn. Cái này là do anh nói trước cho bạn biết luôn thôi. Nhập năm sinh của một người và tính tuổi của người đó nha. Coi kỹ nè. Đầu tiên là mới vô là gì nhớ không? Không nhớ cho anh coi. Đầu vào là gì? Đầu vào. Đầu vào là năm sinh. Đầu ra là tuổi. Có đầu vào có đầu ra. Quá trình xử lý bước 1 là nhập năm sinh. Bước 2 xử lý tính tuổi bằng công thức là năm hiện tại trừ đi năm sinh. Nếu ai không biết lấy năm hiện tại thì cứ lấy 2015 trừ đi. Rồi bước 3 in kết quả. Đó. Nhìn lại cách nào. Đầu tiên phải luôn luôn có hai cái thư viện này. Studio.h với Corneo.h. Thư viện này là thư viện nào? Nhập xuất chuẩn. Còn này là thư viện chứa gesture dừng màn hình. Rồi inman hàm chính gesture return 0. Đó, đây là cấu trúc của một chương trình nè. Khai báo thư viện, khai báo hàm main, rồi dừng màn hình, return 0, trả một số về. Rồi bây giờ bắt đầu nè. Mình phải coi chương trình mình cần có những cái biến nào, những cái biến nào rồi mình mới làm. Đầu tiên á, tuổi á, nó luôn vào đâu?
là mình sẽ nhập vào, đúng không? Thì người ta nhập vào nó phải lưu vào một cái gì đó để chứa lại nó chứ, sau này mới lấy ra tuổi, lấy ra năm sinh đó. Năm sinh người ta nhập vào năm sinh thì năm sinh nó sẽ là một biến. Rồi tiếp tục, tuổi là cái mà nó sẽ tính ra, lưu vào đâu cũng phải là một biến nữa. Rồi tiếp tục, năm hiện tại thì mình có thể mặc định nó là 2015, hoặc là mình tính ra được năm hiện tại là bao nhiêu luôn. Vậy là mình cần phải có 3 biến trong chương trình. Biến thứ nhất là năm sinh, biến thứ hai là năm hiện tại, và biến thứ ba là cái tuổi. 3 biến đó mình làm ra được. Và 3 biến này mình xác định nó phải là kiểu số gì? Số nguyên hay là số cực? Nguyên. Mình nhớ lại nha, trong lập trình có 4 loại kiểu dữ liệu: số nguyên, số thực, ký tự với luận lý. Thì ở đây mình sẽ dùng kiểu số nguyên để lưu lại. Im, năm sinh, năm hiện tại, tuổi. Khai báo ra hết một lần luôn. Cái này là mình đang khai báo ra nè, khai báo cái biến. Rồi giờ mình xác định nè, phải thông báo cho người ta biết là nhập vào cái năm sinh. Chứ nếu mà ở đây bạn nào mà làm như thế này nè, ở đây bạn nào mà làm scan F phần trăm D năm sinh chỉ để đơn thuần một cái vậy thôi á, thì chắc chắn là không được. Tại vì bạn đang làm á là phải làm cho những người khác sử dụng chứ không phải mình bạn sử dụng đâu. Năm sinh, thành ra ở trước cái bước mà nhập năm sinh này á, bạn phải có một cái câu thông báo cho người ta biết là người ta cần phải làm cái gì nha, cho người sử dụng người ta biết. Coi kỹ cách flip printer F lại nè. Printer F, mở ngoặc đóng ngoặc, đi vô giữa, mở ngoặc đóng ngoặc, đi vô giữa, viết nhập vào năm sinh, hai chấm, cuối cùng chấm phẩy. Đó, nhớ nha, mở ngoặc đóng ngoặc rồi cho văn trỏ trỏ vô giữa, rồi tiếp tục mở giấy kép đóng giấy kép, cho văn trỏ trỏ vô giữa, mình viết tiếp. Chứ đừng có phải là mở giấy kép, mở ngoặc, mở giấy kép rồi viết xong đóng lần cái lại mệt lắm, có thể bạn đóng thiếu cái lỗi nữa. Rồi cái này là phương pháp mình nhập vào cái năm sinh. Giờ năm hiện tại mình cho nó bằng 2015 luôn nha. Đó, cái này là bước 1, nhập năm sinh. Bước 2, tuổi là bằng năm hiện tại trừ năm sinh. Bước 2 là cái này, tính tuổi. Bước 3, xuất kết quả. Printer F, bạn sinh năm, phần trăm D, suy ra bạn phần trăm D tuổi. Cái phần trăm D đầu tiên là bạn sinh năm, tức là cái năm sinh của mình, và cái cuối cùng là cái tuổi của mình. Về theo thứ tự nó sẽ là năm sinh và tuổi. Phẩy, năm sinh, phẩy, tuổi. Đó. Rồi, bạn nhìn cho chỗ này nè. Năm hiện tại bằng 2015. Rồi cái dòng tuổi bằng năm hiện tại trừ năm sinh nó mới nằm ở dưới. Tức là dòng 15 trước, rồi sau đó mới đến dòng 16 sau. Nếu như bây giờ anh để ngược lại, anh cho cái tuổi, cái dòng tuổi nằm ở trên, cái dòng năm hiện tại nằm ở dưới như thế này nè, thì theo các bạn nó có được không? Nó không biết năm hiện tại là bao nhiêu. Chính xác, nó sẽ không biết năm hiện tại là bao nhiêu hết. Lý do nè, ở đây năm hiện tại mà chỉ mới khai báo ra thôi, chứ chưa có cho nó giá trị. Mà cái dòng này bạn lại lấy cái năm hiện tại đó bạn trừ, nó sẽ không biết năm hiện tại là nhiêu hết. Thành ra trước khi mà nó chạy đến cái dòng này nè, bạn phải đưa cái dòng năm hiện tại bằng 2015 để gán cho nó một cái giá trị lên trên, để cho nó có năm hiện tại là bao nhiêu cái đã, rồi mới trừ đi được. Tại vì thường như bạn mới học sẽ bị cái lỗi này nha. Bạn nhớ cho anh á, cái nguyên tắc trong lập trình của mình là chương trình nó chạy từ trên xuống dưới. Muốn mà một dòng là nó chạy được thì những cái hàm, những cái biến đó nó phải có dữ liệu hết. Mà muốn có dữ liệu thì trước đó bạn phải cài đặt cho nó đã, rồi mới chạy được nha. Giờ chạy thử nè. Chạy ra, bạn bấm mũi tên tam giác xanh nè. Rồi dép năm sinh mình nhập vô, ví dụ sinh năm 94, rồi enter một cái.
Bạn sinh năm 1994, suy ra bạn 21 tuổi. Số này nha, 21 tuổi. Rồi, đó là cách mà ai cũng biết làm ở cái bài này. Đó là mình gán đơn giản là năm hiện tại là bằng 2015 nha. Năm hiện tại là bằng 2015. Tuy nhiên á, thì bạn nên biết cái cách nào để mà lấy cái thời gian năm hiện tại. Lỡ như bây giờ năm 2016 là coi như là cái bài này của bạn đã chạy sai rồi nha, hoặc 2017 là sai rồi. Bạn phải biết cách lấy cái thời gian hiện tại. Thì giả sử như á, anh cũng không biết cách lấy thời gian hiện tại làm sao hết, thì mình search Google. Search Google nó có nhiều kiểu lắm. Bạn có thể search tiếng Anh hoặc search tiếng Việt. Nhìn nào, nhu cầu lấy thời gian hiện tại, bạn search Google. Search tiếng Việt, ví dụ bạn search thế này nè, lấy thời gian hiện tại từ mấy, lấy thời gian hiện tại trong xe cộng cộng. Đó, một cách search đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, đó là bạn search một tiếng à, một cái câu là lấy thời gian hiện tại ở trong xe cộng cộng, anh chắc chắn là ra luôn. Bởi vì các bạn sẽ không phải là cái người đầu tiên thắc mắc, có thể sẽ có nhiều bạn thắc mắc trước. Bạn biết Google nó ghê lắm, cái Google nó đi nó lục được hết tất cả mọi thứ dữ liệu luôn. Khi bạn search cái câu này á, nó sẽ loát qua hết tất cả những trang web, rồi nó vô bên trong nó thấy cái tiêu đề là giống giống vậy nè, nó loát những trang đó lên. Thành ra là bạn search cái là đảm bảo là bạn tìm thấy. Bạn chú ý nên coi có những diễn đàn như là diễn đàn cộng đồng xe Việt đó, những diễn đàn đó nó nổi tiếng, cộng đồng xe Việt. Rồi, hoặc nếu như mà bạn thấy search cái này mà không ra nha, tại vì sẽ có nhiều cái bạn search Google không ra đâu, tiếng Việt không ra, nhưng mà bạn sợ tiếng Anh được, có nhiều cái là phải sợ tiếng Anh. Thì ví dụ như nha, giả sử như tiếng Anh không có giỏi đi, thì mình chắc nối những cái câu lại với nhau để ra được một câu hoàn chỉnh. Ví dụ như là làm thế nào để lấy thời gian hiện tại, lấy năm hiện tại đúng không, thì anh làm đại câu ví dụ như là how to gì đó, thường bắt đầu là how to. Rồi select lấy ra, ví dụ như là year đúng không, năm là year, now in si cộng cộng đó, mình cứ chấp nối từng câu lại với nhau rồi tổng thắc nó hiểu nghĩa là how to select year now trong si cộng cộng. Bạn nào khá tiếng Anh hơn là làm dư sức cái phần này, bạn nào tiếng Anh yếu thì cứ làm bình thường thôi, thể nào cũng ra được nha các bạn. Mình phải biết sợ tiếng Anh. Chú ý là khi mà sợ tiếng Anh, bạn chú ý coi trên cái diễn đàn Stack Overflow, nhớ nha, diễn đàn nó nổi tiếng, những cái bài viết chất lượng. Diễn đàn nó cái nguyên tắc nó như thế này nè, cái phần đầu bài á là một đứa nó hỏi, bạn đừng coi phần đó, kéo xuống dưới coi những comment, coi cái comment nào được nhiều like nhất á thì coi comment đó. Nếu mà không hiểu cứ đem bưng hết nguyên cái trang, cái dịch ra Google là hiểu. Những bạn mới học thường cứ làm như vậy cho anh nha. Rồi vậy giờ anh chỉ cho bạn luôn, nếu như anh không nhớ nha, thì giờ anh còn nhớ cái này anh chỉ luôn nè. Muốn lấy thời gian hiện tại á, người ta dùng một cái thư viện khác tham gia vào bài, đó là thư viện time.h. time là bên trên cộng. Rồi, nó có một cú pháp như sau. Bạn nhìn cú pháp của nó nè, lấy năm hiện tại đúng không? Hiện tại là nó có hỗ trợ cho mình lấy được cái năm hiện tại từ cái máy tính của mình, tức là ở đây nè bạn, ở cái góc ở dưới này nè bạn, ở cái góc ở dưới này nè, thấy không? Nó có hỗ trợ cho mình lấy được ở cái góc dưới. Nhưng mà sau này bạn sẽ được học nhiều cách để mà lấy dữ liệu từ cái server luôn nha. Cái này chỉ mới là thêm máy tính của mình thôi. Giả sử như bạn thay đổi thì cái năm hiện tại nó cũng thay đổi luôn. Rồi sau này bạn sẽ biết cách để lấy từ server, tức là dữ liệu gốc của nó luôn, không sợ thay đổi. Nhìn thử đây, time không. Rồi, time bằng local time và t, năm hiện tại bằng now rõ tới. Bạn nhìn nè, nó có nhiều cái giờ phút giây gì đó, là bạn nhìn nè, year là cái là năm, bạn thấy nó báo gì, năm trước năm
1900, đúng không? Thành ra bạn phải lấy nó cộng thêm cho 1900 nữa mới bù lại được quy tắc của nó, 1900. Rồi, đây là cách để lấy được cái năm hiện tại. Rồi bây giờ mình chạy thử chương trình nha, chạy thử. Hiện tại ở góc dưới này bạn thấy nó đang là năm bao nhiêu? 2015 nha, 2015. Rồi bạn chạy nó lên, F5 chạy lên 1994 thì nó là 21 tuổi, tại vì vẫn đang ở 2015. Nhưng bây giờ bạn quay xuống cái góc này là bạn thay đổi nó thành 2016 đi. Chain rồi thay đổi lại cho nó nhiều lên. Là 2016 nha, 2016. Ok. Lúc này dữ liệu nó biến thành 2016. Lập tức bạn thấy có một cái avira nó hiện ra. Virus nó bắt lỗi. Thấy không? Nó tưởng là mình thay đổi lại giờ đúng là sai rồi. 2016 nha, rồi chạy lại chương trình nè. F5 chạy lại, bạn nhập lại 1994. Lúc này nó đã ra là 22 tuổi rồi, đã lớn rồi, một em đã nhớ rồi đó. Và đã biết cách lấy được thời gian từ máy tính chưa? Ở đây do anh nhớ cái cú pháp, thì giả sử như anh quên nha, anh quên thì các bạn có thể search Google là được mà. Giải thích luôn nè, cái dòng này nè là cái dòng để reset thời gian lại. Trust TM. Trust TM là một cái trust đặc biệt ở trong lập trình C cộng cộng của mình. Nó hỗ trợ cho mình lấy được, nó chứa những cái thời gian, những cái dữ liệu biến thời gian. Sao now là một cái biến do anh tạo ra, nó là một dạng con trỏ, nó trỏ tới cái dữ liệu thời gian trong máy tính của mình. Và từ cái biến now này nó sẽ đi vô trong cái thành phần của trust TM, nó lấy ra được cái gear. Và quy tắc của nó gear trước là 1900, cho nên phải cộng bù 1900 vào đây mới được, để lấy được năm hiện tại. Sau này khi bạn học lên những cái lập trình cấp cao sau này á, thật ra bây giờ mà bạn biết cái quy tắc như vậy thôi nha, biết quy tắc và lấy được cái năm hiện tại là bằng cách này. Nhưng mà có ai đó lại đi vào sâu tìm hiểu tại sao lấy được năm hiện tại không? Làm như vậy thì cũng tốt nha. Anh nói là nếu như ai đó muốn tìm hiểu sâu vào những cái dòng lệnh này để mà lấy được những cái năm hiện tại là tại sao nó làm được như vậy á, thì như vậy cũng tốt. Nhưng mà anh Huy là mất thời gian lắm, bởi vì cái gì nó có sẵn rồi, những cái cơ bản là bạn cứ dùng. Tại sao bạn cần phải chi tìm hiểu rồi viết lại chi cho bạn viết lại được luôn. Nhưng mà những cái gì có sẵn cứ sử dụng cho tiện. Việt Nam nó khác nước ngoài chỗ nào? Mà biết tại sao nước ngoài hơn Việt Nam không? Người ta là cái công nghệ đã có rồi đúng không, lấy nó làm phát triển tạo ra những công nghệ mới. Còn Việt Nam mình là cái công nghệ đã có rồi, bắt đầu đi tìm hiểu lại tại sao nó đã có. Những khi tìm hiểu xong người ta đã có cái mới ha. Những cái nào mà cơ bản bạn cứ làm bình thường, cứ lấy nó sử dụng. Các bạn là đỡ chứ hồi xưa lúc mà học trên trường á, có nhiều bài toán á, thầy quăng nguyên cái suột lên. À bây giờ chạy cái này nó sẽ ra được cái này nè. Rồi khi anh hỏi là tại sao ra được cái này thì thầy cũng trả lời ra một câu. Và bây giờ anh hay lấy nó làm cho các bạn đó. Khi nào lớn em sẽ biết nó là cái gì. Thầy hay trả lời anh câu đó. Không có đâu, mà đúng là sau này lớn anh cũng biết nó là gì thiệt. Ý nghĩa của thầy lớn là gì phải không? Lớn tức là mình chịu khó tìm hiểu, mình tự học thêm á, tự học trên mạng á, tự học thêm chứ không phải là chỉ nhờ những cái thầy dạy. Ý nghĩa lớn là như vậy đó. Những ông thầy ở trường á, nếu mà bạn nào đang học mà thầy không có chịu giải thích kỹ cho bạn á, thật ra không phải là thầy lười đâu, mà là thầy muốn cho bạn tự cố gắng tìm hiểu thêm. Anh à, nhưng mà cá biệt có một số thầy lười thiệt, cái đó không chắc được nha. Rồi bài thứ một đầu tiên á, bài thứ sáu đầu tiên là nhập vào năm sinh, tính tuổi, đã làm ra xong rồi. Có bạn nào thắc mắc chỗ nào không? Có mỗi cái chỗ này là đặc biệt đúng không? Đó là lấy năm hiện tại từ cái máy tính ra đó, thì bạn cũng đã biết rồi. Để anh sửa lại này chút. Sao Hoàng Anh? Hả? Người ta chỉ kêu là nhập vào năm sinh thôi, còn nếu mà ông làm kỹ thì ông có thể nhập thêm ngày tháng vô. Hôm nay ngày nhiêu đó? Ngày 1. Ok. Rồi. Nếu mà ông làm kỹ thì ông có thể nhập ngày tháng năm vô luôn. Thì nó sẽ có cái nào trỏ đến dia. Chứ Hoàng Anh ý Hoàng Anh muốn sao? Người ta nhập ngày tháng năm sinh người ta vô. Ừ. Rồi. Ừ. Nếu làm vậy thì hơi cực á. Nếu làm vậy hơi cực á, thì các bạn sẽ được làm, nhưng mà ở sau này đi, bạn đó bây giờ làm nó hơi cực á.
và tính ra coi là cái ngày tháng năm nó như thế nào. Các bạn lại hỏi anh thế này nè, nhập vào ngày tháng rồi năm luôn, tức là full bộ luôn, rồi tính ra được coi là tới ngày hiện tại là đã được bao nhiêu tuổi đó. Thì cái này đã phải xử lý hơi phức tạp chút thôi, nhưng mà bạn thử suy nghĩ đi nha. Giả sử như mình nói là anh sinh năm ngày 31 tháng 10 năm 94, rồi bây giờ là 31 là một cái ngày, 10 là một tháng, 94 là năm, thì mình sẽ có ba biến là ngày sinh, tháng sinh, năm sinh là được rồi, đúng không? Hồi nãy bạn có cái cú pháp này nè, cái cú pháp này đã lấy được cái năm, cái thời gian hiện tại. Bạn thấy là ngoài trừ TMG nó còn có những cái gì, giờ phút giây, được có ngày tháng năm. Bạn cứ thế bạn mò nó thôi, bạn nhìn nè, ở đây bạn chọn thử nha, chọn một cái nó có nè, bạn nhìn nè, ngày nè là từ 1 tới 31 nè, rồi tháng từ 0 tới 11 đó, bạn có thể cộng thêm 1 nữa nha, cộng thêm 1 chỗ này nữa, rồi 5 đó, bạn lấy được 3 biến ngày hiện tại, tháng hiện tại, năm hiện tại ra nữa, xong rồi sau đó bạn lần vô công thức thử tính thôi. Giả sử như là anh nói là anh là 31 tháng 10 năm 94 và còn 3 tháng nữa là tới sinh nhật của anh, nhớ tặng quà nha. Thì các bạn suy nghĩ coi, tính đến hiện tại là ngày 10 tháng 7 2015, mà anh là 31 tháng 10 94, thì đơn thuần mình cứ làm, mình xét theo tuổi thôi, khỏi là xét chính xác đó, xét tuổi 31 tháng 10 94 2015, lấy 2015 trừ đi 94 là ra nhiêu, ra 21. Nhưng mà bạn xét tiếp cái tháng qua là tháng 10, trong khi cái ngày này á, cái tháng này là tháng 7, vậy là anh chưa làm, đúng không? Chưa tới cái tháng của anh, nó cái tháng 7 này chưa tới tháng 10, còn thiếu 3 tháng nữa. Bạn thấy là cái tháng hiện tại nhỏ hơn tháng sinh của anh, cho nên bạn lấy cái tuổi trừ đi 1 thành 20, anh mới 20 tuổi thôi, anh còn trẻ lắm nha. Hoặc là giả sử như bạn đặt trường hợp, nếu như mà cái tháng hiện tại mà nó bằng với tháng năm sinh của bạn luôn, bạn xét tới một cái yếu tố nữa, đó là cái ngày. Nếu ngày hiện tại nó bé hơn thì bạn vẫn chưa đủ tuổi, nhưng nếu ngày hiện tại nó lớn hơn hoặc nó bằng thì bạn đã đủ rồi đó. Anh sinh ra vào ngày Halloween nha các bạn, là ngày mà ma quỷ nó hiện hồn về, 30 tháng 10 mà đó, được chưa? Mà anh hiểu ý tưởng không? Rồi cái đó sẽ được luyện kỹ cho những bài sau nha, bài đề mới à. Ok, bài thứ 6 xong nha, khá là đơn giản nha các bạn. Rồi bài số 7, hình như bài này cũng giải rồi nè. Nhập hai số A và B, hãy tính tổng nè, hiệu nè, tích và thương của hai số đó, tổng hiệu tích thương của hai số A B. Cái nguyên tắc trong lập trình bạn nhớ nè, bạn ra thi á, người ta mà nói bạn nhập hai số A B á, mà nó không nói rõ cho bạn là số A B là số nguyên hay là số thực á, thì bạn nên chọn cái trường hợp tổng quát nhất là số thực cho bạn. Rõ mà người ta kêu bạn nhập vào một cái gì đó mà không nói rõ là nguyên hay thực. Thường á, giả sử người ta nói bạn nhập vào số lượng thì bạn phải biết số lượng là số nguyên, đúng không? Người ta kêu bạn nhập vào đơn giá, đơn giá cũng là một số nguyên, bởi vì là tính theo thị trường Việt Nam mình đơn giá thấp nhất là 500 đồng thì nó cũng là số nguyên rồi. Cái nào nó đã là cái gì á, nó là chân lý rồi thì cứ làm như vậy. Nhưng mà có những cái nó vừa là số nguyên vừa là số thực, ví dụ nói hơi khơi là nhập vào hai số AB thì bạn cũng phải chọn cái trường hợp tổng quát nhất là số thực mà làm nha. Dù ở chỗ này là anh sẽ nhập vào AB là số thực cho nó chắc ăn. Tạo ra đồ chết mới nè, view solution, đóng cái này lại, đóng lại, click vô cái solution nè, add new project, empty project, đặt tên là bài 7, xong ok, ra được cái bài 7 ở đây. Rồi nhớ là sao nữa, thấy hai cái màu sắc khác nhau không, thấy hai cái màu khác nhau không, làm sao ở đây cấp cho cái bài 7 chạy lên bằng cách là nút phải project, chọn vô cái dòng là start project nè, bấm vô một cái xong nó đỏ, nó đen đen đậm lên là được rồi. Tạo cho nó cái file code, add new item cvp, rồi đặt cái tên khác cho nó, main.cvp, phát quen của anh thôi nha, add vô là cái file dưới này mình viết code. Rồi cứ nhớ mới vô một cái là thư viện hai báo hai cái hàm men getter return không
đó, vô cái là khai báo những cái thằng này hết. Rồi bài 7 là nhập hai số AB, bạn cứ khai báo hết những cái số bạn cần làm lên. Mình sẽ có những biến nào, biến A, biến B là kiểu số thực, sẽ có biến tổng, biến hiệu, biến tích và biến thương, là tổng cộng mình sẽ có 6 biến nha. Plot A, B, plot tổng, hiệu, tích, thương. Rồi nhập A, nhập B trước, khai báo cho người ta biết là người ta phải nhập vào A. Nhập A bằng scan F phần trăm F và A. Rồi tiếp tục nhập B, nhập B bằng scan F phần trăm F và B. Đó, sau khi mà AB nhập xong rồi, có dữ liệu rồi, thì họ mới đi tính tổng, hiệu, tích và thương của AB. Là bình thường, tổng bằng A cộng B, hiệu bằng A trừ B, tích bằng A nhân B, thương bằng A chia B. Ở đây á, thương mình có cần ép kiểu lại cho A hay B không bạn? Tuyệt đối không cần nha, bởi vì á, mình chỉ cần ép khi mà A với B nó là xung nguyên hết, đằng này AB là số thực là không cần. Chỉ cần một trong hai là số thực hay là không cần. Rồi giờ xuất kết quả trước nha, tổng hiệu tức thương nè. Rồi xuất kết quả ở đây, phần trăm F cộng phần trăm F bằng phần trăm F AB tổng. Cái phần trăm F đầu tiên này là ứng với A, phần trăm F thứ hai là ứng với B, phần trăm F thứ ba là ứng với tổng. Rồi tiếp tục copy cái dòng này. À, nhớ cho anh hai phím tắt này luôn nè bạn. Hai phím tắt trong lập trình mà bạn cực kỳ cần phải nhớ, đó là phím home và phím end. Đó là kỹ thuật lập trình đó, cái nguyên tắc lập trình đó. Bạn muốn làm nhanh sau này mà chuyên nghiệp á, hai phím bạn phải dùng nhiều nhất, phím home và phím end. Home là gì biết không? Trở về đầu dòng, còn end là trở về cuối dòng. Tuy nhiên nếu bạn nào xài MacBook sẽ không có phím home và phím end, cái đó hơi buồn nha. Giờ nhìn nè, end trở về cuối, home trở lên đầu. Để bạn đang ở cuối mà bạn thấy dòng này có khả năng bị lỗi á, giả sử như bạn muốn xóa nguyên dòng thì sao? Bạn đang ở cuối đó, đang ở cuối bạn thấy sai rồi, xóa nguyên dòng, shift home xóa nguyên dòng. Đang ở đầu muốn xóa hết, shift and xóa hết đó. Home and sử dụng rất là nhiều, nhớ cho anh nha. Xóa là bị delete à? Sao em xóa là delete mà không em, tức là em xóa là tô đen nó hết, tô đen hết rồi bấm phím mũi tên đó xóa đi. Rồi coi thử nè, chỗ này là hiệu nha, chỗ này là tức, chỗ này là thương. Rồi như vậy là đã xong nha. Bạn nhìn lại là bước 1, khai báo ra trên này, nhập dữ liệu cho AB xong. Bước 2 xử lý tính toán, bước 3 in kết quả. Nhớ là cái thứ tự truyền vào rất là quan trọng nha bạn. Truyền A, B, tổng thì cái đứng đầu này nó cũng là A nè, B nè, tổng nè, nhớ nha. Rồi giờ bạn chạy chương trình lên, F5 chạy lên. Hai số mà anh thường dùng rất là nhiều trong mọi bài toán, các bạn cần phải làm quen, số 6 và số 9, vì anh thích 69. Rồi nó sẽ ra kết quả, bạn nhìn nè, hai này cộng lại là 15, trừ đi là nhau là trừ 3, nhân của nhân chứ sao mình chưa sửa cái kia là cái này chưa sửa rồi, trừ nhân chia chạy lên. Rồi 6 9 nó là kết quả, cộng nhau 15 trừ là trừ 3 nhân là 54 chia là 0.6667. giờ là trường hợp nha, nó là số 0 mà bằng B đi, A là 6 và B là 0 nha. Đó, nó báo là bạn nhìn nè, 6 cộng 0 là 6, 6 trừ 0 vẫn là 6, 6 nhân 0 bằng 0, nhưng mà 6 chia 0 thì bạn thấy nó bị sao? Nó bị sao? Bị lỗi nha.
có một số bạn khi nhảy chỗ này là bị lỗi, nó vẫn ra kết quả vậy mà lỗi, tại vì theo quy tắc làm gì mà chia được cho một số không. Cho nên là trong tình huống này là mình phải xét cái hàng B, nếu B nó là không thì mình không làm, còn nếu B khác không thì mình mới làm nha. Vậy thì á, cái ý tưởng làm như sau, bạn nhìn nè, bạn chưa hề được học XL đúng không, nhưng bạn đã được học về toán tử ba ngôi rồi. Trong cái slide nó có nói về toán tử ba ngôi mà, bạn dùng toán tử ba ngôi vô bạn xử lý, nếu nó là số không bạn sẽ cho nó kết thúc chương trình luôn, báo một cái lỗi. Còn nếu như mà nó là số khác không thì nó chia được tính ra kết quả nha. Chỗ này cái dòng thương bằng A chia B nè, bạn để nó xuống dưới này đi, để nó xuống dưới này, nó đi theo cặp với nhau, tổng hiệu tích thì bình thường rồi, số là kết quả tổng hiệu tích, nhưng mà cái thương mình để xuống dưới cùng, xong rồi xuất ra kết quả nhìn nè, B bằng bằng 0 chấm hỏi, tức là coi là B nó có bằng 0 hay không, nếu có là nó sai, là mình sẽ return 0 trả về kết quả, còn nếu không thì mình sẽ đi tính ra. Chịu không? Chịu cái này không? Nó không cho return ngang hàng cái hàng này rồi, nó không cho return ngang hàng rồi, không được nữa hả? Buồn thế. Ít thì chưa được học mà. Green thì nó chỉ in ra màn hình như rồi, cuối cùng nó vẫn là tính ra. Thôi mình đừng có in ra kết quả, mình in ra green thôi. Anh thì anh muốn cho nó dùng màn hình, dùng chương trình luôn, nhưng mà nó không có cho mình kết hợp green tính không ở trong rồi. Green ra trong này luôn. Red chỉ nằm trong vòng lặp thôi. B là số 0 nên không thể chia được. Đó, không thể chia được. Còn nếu không thì mình sẽ làm ở đây, để cái này lên trên này để luôn đi, tính ra luôn. Rồi, bạn nhìn nè, B bằng bằng 0 chấm hỏi, tức là nó đang kiểm tra B nó có bằng 0 hay không. Nếu B nó bằng 0 là đúng, tức là B là không thiệt á, thì nó sẽ in ra kết quả là B là số 0 nên không thể chia được. Bạn thấy nó báo lỗi nè, B là 0 nên không thể chia được, thấy không? Còn nếu sai á, thì ngay từ cái dấu đằng sau dấu hai chấm nè, nếu đúng á là B nó khác 0 thì á, in ra kết quả. Hiểu không? Nếu B bằng 0 là đúng thì mình sẽ báo lỗi là B là 0, không chia được. Còn nếu như B là 0 là sai, tức là B nó khác 0, thì mình sẽ in ra kết quả của cách chia. Rồi chạy lên thử nha. Giả sử như bạn nhập A là 6, B là 0, tới báo là B là 0 nên không thể chia được. Còn nếu như mà B là số khác 0 như là 3 và số 5 thì nó sẽ chia được. Được không? Bạn hiểu không? Bạn xét điều kiện, nếu mà nó là 0 thì bạn sẽ báo lỗi, còn nếu như nó khác 0 thì bạn sẽ in kết quả ra. Ở đây do chưa được học XL cho nên dùng cách này đi. Bài này đơn giản thì là có ai thắc mắc chỗ nào không ta? Khá đơn giản mà. Khai báo tổng hiệu ra, nhập rồi tính tổng hiệu tích thương, xuất kết quả, xét trường hợp B nó bằng 0. Có ai không hiểu chỗ ba ngôi mà giảng lại nha. B bằng bằng 0 chấm hỏi là để kiểm tra coi là B nó có bằng 0 hay không. Nếu đúng, tức là B bằng 0, mình báo một con thông báo lỗi là B là số 0 nên không thể chia được. Còn nếu như B là 0 là sai thì mình sẽ đi in ra kết quả của phép chia thương, mà in ra kết quả. Hiểu được chỗ đó không ta? Lan hiểu không em? Linh hiểu không em? Cả lớp chỉ có hai hoa khôi à. Tính nói gì nữa mà quên à. Rồi, không có gì ha, qua bài số tiếp theo. Bài tiếp theo là bài mấy đây? Bài 8. Nhập số lượng và đơn giá, tính tiền và thuế giá trị gia tăng phải trả. Biết là tiền là số lượng nhân đơn giá, thuế là bằng 10% của tiền. Đó, bài số 8. Bạn biết đó, khi mà nói về giải thuật á, người ta hơn thua nhau là ở một cái phép tính thôi là cũng đã hơn thua nhau rồi. Nếu mà ai lấy cái đó nhân 10 chia 100 là hơi dở nha, ở nhà đó. Ở nhà làm ai mà lấy nhân 10 chia 100 là dở chỗ đó đó.
tạo rồi chết mới, lúc phải add new rồi chết to quá rồi empty rồi chết, đặt cho nó tên là bài 8. Cấp quyền chạy xong add new item thì cùng cộng file main.cv add vô. Rồi, viết code trong cái file này nha. Giờ mình coi bài 8 nè. Nhập số lượng và đơn giá, hãy tính ra tiền và thuế. Rồi, số lượng và đơn giá, tính tiền và thuế. Corneo.h in main getter return 0. Rồi, khai báo ra hết đi bạn. Số lượng là số nguyên hay thực? Nguyên. Đơn giá là nguyên hay thực? Nguyên. Đừng có chọn thật nha, tại mình làm theo y chang như Việt Nam mình đi, đơn giá là số nguyên. Rồi, tiền và thuế cũng là nguyên luôn nha. Vậy là tất cả là nguyên hết. Rồi, nói tiếp nè. Số lượng là số dương, đúng không? Đơn giá cũng là dương, tiền và thuế chắc chắn cũng là dương. Dương là kiểu gì mình nhớ không? Inside. Inside đặc tả là phần trăm gì mình nhớ không? U. Phần trăm U. Đó là đặc tả của những cái gì mà cứ inside hết. Tất nhiên là bạn không cần phải cứng nhắc lúc nào cũng phải là inside, nhưng mà bạn cứ làm theo tình thế hiện tại đây, nó là số nguyên dương thì là để inside. Cái đó là theo nguyên tắc lý thuyết nha, về mặt lý thuyết là như vậy. Nhưng mà về lúc mà bạn code á thì nó sẽ có sự khác biệt như thế nào. Giả sử như sau này bạn làm, bạn được học phòng lập á, bạn sẽ kiểm tra điều kiện là nếu như nó là âm đúng không thì bắt nó nhập lại đúng không. Nhưng mà lỡ như ban đầu á, bạn để cho nó cái kiểu là kiểu inside, inside là nó không có số âm, mà giả như người ta nhập số âm vào á, lúc đó bạn biết chương trình của bạn á, nó sẽ bị chạy tùm lum hết á, tại vì là cái kiểu nó không chứa số âm, mà người ta nhập số âm nó sẽ chạy tùm lum hết. Thành ra trong tình huống đó là bạn phải dùng kiểu mà nó chứa được cả âm và dương, để mà người dùng lỡ có nhập âm á thì bắt nó nhập lại đó. Không giúp làm cái cứng nhắc là inside nha, tùy trường hợp. Nhưng mà bạn yên tâm đi, sau này bạn thiết kế như là mấy cái máy ATM các bạn thấy đâu có dấu trừ nữa, khỏi lo là nhập âm nha. Cái này mình cứ dùng inside cho bạn hiểu inside như thế nào hơn. Nhưng mà sau này xài á, lỡ như bạn muốn nó lặp lại, nếu mà sai á thì dùng kiểu in hay dùng kiểu gì đó nó có cả âm và dương, để mà nó không có chạy tán loạn. Khai báo ở đây inside in số lượng đơn giá tiền thuế, khai báo hết lần luôn đi. Rồi printf nhập vào số lượng mua, scanf phần trăm u và số lượng, printf nhập vào đơn giá mua, đơn giá một cái scanf phần trăm u và đơn giá. Rồi sau khi bạn nhập hết cái dữ liệu rồi á thì bạn sẽ tính toán số lượng đơn giá có rồi. Bây giờ tiền sẽ bằng số lượng nhân đơn giá, thuế là bằng 10% của tiền bằng số lượng nhân đơn giá, thuế bằng 10%, tức là 0.1 nhân cho tiền. Đừng có ai lấy nhân 10% kỳ lắm nha. 10% là 0.1. rồi in kết quả ra, tiền bằng phần trăm u phẩy tiền, printf thuế bằng phần trăm u phải thuế. Đó, mấy cái bạn anh á lên năm 2, năm 3 rồi mà 10% nhân với một cái gì nó cũng lấy 10% rồi lấy nhân 10%, khá là nghi thơ nha. Nè, tiền là số lượng nhân đơn giá, thuế là bằng 0.1 nhân tiền, rồi xuất ra tiền và thuế. Xong, chạy thử thôi. Số lượng mua 5 cái,
đơn giá một cái, thường là anh mua một hộp chứ không bao giờ anh mua một cái hết. Hai giờ mua một cái lấy nhiêu giờ? 15 ngàn một cái. Mắc hộp enter một cái nó ra nè, tiền là 75 ngàn, tiền là 75 ngàn, thuế là bằng 7.500, tại vì 10% mà, tiền là 75 ngàn, thuế bằng 7.500. Vậy thì bây giờ nó hỏi câu là tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là nhiêu, tại vì tiền mặt hàng mua là 75 ngàn, nhưng tính thuế 7.500, vậy thì giả sử nó hỏi là tính tổng tiền phải trả thì bạn phải biết tổng tiền phải trả, tức là hai cái này cộng lại với nhau đó. Nhớ cho cái nguyên tắc nè, tại vì cái thuế nó có liên quan tới tiền, thuế là bằng 10% của tiền, cho nên nếu mà muốn tính được tới cái dòng thuế đó thì trước đó là phải có tiền trước nha, phải có tiền trước thì mới lấy dữ liệu tiền xuống dưới này nhanh như được, mới ra được cái thuế. Được chưa, bạn hiểu cái bài này không nha? Hiểu bài này chưa? Nhớ là sau này mình làm không lúc nào cũng phải nhất thiết là phần trăm u là inside nha, những cái mà nó chỉ là số dương thì bạn có thể dùng kiểu in cũng được để cho nó nhập lại được. Rồi ok, bài này có ai thắc mắc gì không nè? Đơn giản rồi, tại vì bữa trước giải cái kia là nó quá chi tiết rồi, chưa gì khó đúng không? Bắt đầu từ bữa sau qua cái chương sau á, bắt đầu có nhiều thứ để làm lắm. Qua cái chương XL sau á, anh sẽ cho các bạn làm những cái bài toán tính tiền karaoke hay tính tiền khách sạn gì đó. Dù như anh có nhu cầu đi buổi tối đi, nó tính là 70 ngàn nữa, đâu 50 ngàn một tiếng, qua đêm 250, 200 hay 250 đó, 200 à, qua đêm tính là có lợi hơn phòng mấy lạnh, khách sạn có thang máy nha. Sao giờ cứ mấy đứa nhắc cái khách sạn nó cứ cười cười không hiểu gì hết, lạ lùng. Rồi không ai thắc mắc gì nữa, ok mình lưu cái clip lại, mình giải lao 10 phút nha. Trong thời gian đó anh cho các bạn coi một cái clip này rất là thú vị, một cái clip này anh mới tìm ra bữa trước, cái clip mà giám thị bá đạo á, anh tìm ra rồi, link video hay. Rồi anh có lưu cái link lại. Bạn nào mà hôm nay không đi học ở nhà coi clip thì nhớ search cái đường link này cho anh nha. Đây nè, anh sẽ tích đính kèm trong cái video cho bạn coi, gen.vn cường nghiêng ngã với duy nhất quay bài cực kỳ bá đạo, ổn vô đó, nó ra cái clip ở đây à, bạn coi ở đây nha. Ok anh tắt clip.